Bắt kịp xu hướng của giới trẻ trong những năm gần đây đó là chụp ảnh Tết với những cánh đồng hoa để lưu giữ thanh xuân. Mới đây tại ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, nông dân Nguyễn Văn Dũng đã nhanh chóng chuyển đổi 5 sào đất trồng rau sang trồng hoa để phục vụ nhu cầu của các bạn trẻ. Sau những ngày chăm sóc vất vả, cánh đồng hoa của nông dân Nguyễn Văn Dũng cũng đã chính thức mở cửa chào đón du khách. Với giá vé vào cổng chỉ 30.000 đồng một người và miễn phí cho trẻ em dưới 1m2. Du khách sẽ được tận hưởng những giây phút thật sự thoải mái tại cánh đồng hoa bạt ngàn này. Đây là một điều khá là mới và thú vị tại Thanh Sơn trong cái dịp Tết năm nay. Đó chính là vườn hoa thật là rộng lớn và rất là nhiều các loại hoa. Và thời điểm này thì hoa đang là nở rộ để chào đón tất cả các du khách, nhóm bạn, gia đình cùng đến đây để tham quan và check-in cũng như là có những cái khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái. Do đây là cánh đồng hoa phục vụ cho nhu cầu thưởng ngoạn và chụp ảnh du xuân của du khách, nên chủ nhân cánh đồng đã rất khéo léo tạo nên những tiểu cảnh, lối đi và bố trí các loại hoa rất phù hợp với nhu cầu của mọi người. Dự tính cánh đồng hoa sẽ phục vụ cho du khách xuyên suốt từ nay cho đến dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Chúng tôi được đưa tin lên trang web này là bà con nắm bắt được thì hình cũng hỏi thăm tới địa điểm, chúng tôi cũng có cái địa điểm địa chỉ cho tới cánh đồng này. Thì chúng tôi thấy là trong cái nguồn thu nhập mà thay đổi từ nằm cái rau ăn quả chuyển sang cái mô hình này, thế là cũng rất là có hiệu quả đối với kinh tế thu nhập cho gia đình. Như vậy, ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng của huyện Tân Phú, trong thời gian qua như vườn quốc gia Cát Tiên, Suối Mờ, Hòn Đá Chữ Thập, Hồ Đa Tôm, thì Tết này giới trẻ trong và ngoài huyện sẽ có thêm một địa điểm check-in mới đầy thú vị để thỏa thích với những giây phút thoải mái bên gia đình, người thân và bạn bè.